lành an tịnh, đạt cả hai thanh thản an lạc vô sự. Từ đó tâm có năng lực của bạn giác chi đủ sức hướng tâm để thực hiện các định từ sơ thiền đến tứ thiền của tăng nhân. Sau đây tôi xin tóm lược một số ác pháp cần phải liên trong từng giai đoạn công phu tu tập rút ra từ trong các kinh pháp nêu trên. Trong pháp đã giải thích cần thể các ác pháp này nên không được lặp lại ở đây, là tùy trường hợp đặt ra một vài câu pháp lớn để trao dồi tâm. A. Giai đoạn trao dồi giữ gìn giới hạnh. Từ bỏ pháp thân, tránh xa pháp thân, bỏ trường bỏ kiến, biết tàn quyến, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Phát ý câu sau sẽ làm cho chúng ta biết quý lòng sinh mạng của chúng sanh. Chúng sanh đều quý sinh mạng, ta không nên làm thương tổn sinh mạng của bất kỳ chúng sanh nào. Tâm ta sẽ vui hân hoan khi hành động không làm chết chúng sanh. Từ bỏ lấy cuộc không cho, tránh xa lấy cuộc không cho, chỉ lấy những vật đã cho, từ sống an tịnh, không có trộm cướp. Tác ý và thấy tâm ta hoan hỷ sẽ biết tài sản là công sức mồ hôi nước mắt của người làm ra, không cho không được lấy. Từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói lời chân thật, ý chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phạm ngoài lời hứa đối với đời. Ta phải nói lời chân thật, được hỏi biết mới nói, không biết thì yên lặng. Nhờ chân thành lời nói, nên tâm ta an vui, vì không làm khổ mình, không làm khổ người. Từ bỏ nói hai lời, tránh xa nói hai lời, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để thân chia rẽ với người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với người này để thân chia rẽ với người kia. Như vậy, sống hòa hợp những kẻ liên gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, thân hoan trong hòa hợp, nói những lời chưa đến hòa hợp. Các ý câu, ta phải nói lời hòa hợp, nói như thế nào để người không hiểu lầm nhau. Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, không chạm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Tác ý, ta nên nói lời hòa nhã, không nói lời làm người đau buồn. Đúng vậy, lời nói không mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cũng là một câu tác ý khác. Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói hợp thời, nói nhiều lời chân thật, nói nhiều lời có ý nghĩa, nói nhiều lời về chánh pháp, nói nhiều lời về luật, nói nhiều lời về đáng được giữ gìn, những lời thật thời, thuần lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Các ý, lời đúng với chân lý, đúng là đạo, đúng người, hợp trước mới nói, im lặng là bàn. Từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm. Từ bỏ ăn kiêng thời, từ bỏ đi xem múa hát nhạc diễn kịch, từ bỏ trang sức vàng hoa hương liệu dầu thoa các thời trang, từ bỏ dùng giường cao giường lớn, từ bỏ nhằn vàng bạc, từ bỏ nhằn các hạt sống, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng tinh tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hành như là hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, trút phá. Tác ý, hãy từ bỏ mọi pháp thế gian, không chấp chứa bất cứ cái gì, giữ tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như sông. Nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hướng lạc thọ, ngồi tâm thân vẫn được. B. Giai đoạn độc tư phòng hộ các căn. Sau khi giữ được những giới luật cao quý có một tên được cho, không gì vi phạm, không bị bế buồn, không bẻ buồn, ta mới tiến lên một bước nữa là hộ trì các căn tai mắt mũi lưỡi thân và ý theo lời dạy các kinh bằng đời sống tập tư bằng giới bổn ta chân tha. Khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân nhân điều khiến nhãn căn không được chế ngự, nhưng tham ái ưu vi ác pháp bất thiện pháp trở lên, từ chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì nhãn căn, thực hành từ hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng không nắm được tiếng chung, không nắm được tiếng riêng, những nguyên nhân gì khiến nhĩ căn không được tiếng người,
tiếng than ái tôi đi các ác bất thiện các lên từ giới nữ nguyên nhân ấy hồ trì nhĩ căn thực hành từ hồ trì nhĩ căn khi mỗi người hơn không nắm được tướng trong không nắm được tướng riêng những nguyên nhân gì khiến trì căn không được giới nữ tiếng tham ái tôi đi các ác bất thiện các lên từ giới nữ nguyên nhân ấy hồ trì nhĩ căn thực hành từ hồ trì nhĩ căn khi lợi nếm vị không nắm giữ tướng chân không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì khiến gì căn không được giới nữ khiến tham ái ô bi cái ác bất thiện pháp khởi lên từ chế nữ nguyên nhân ý hồ trì vị căn thực hành từ hồ trì vị căn khi thanh cảm xúc không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì khiến thanh căn không được giới nữ khiến tham ái ô bi cái ác bất thiện pháp khởi lên từ chế nữ nguyên nhân ấy hồ trì thanh căn thực hành hồ trì thanh căn khi ý nhận thức chắc chắn không nắm giữ tướng chung không nắm giữ kiến riêng những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế nữ khiến tham ái ô bi các ác bất thực pháp trở lên từ chế nữ nguyên nhân ấy hồ trì ý căn thực hành hồ trì ý căn ta thường bắt ác ý tâm này tất cả các ác thế gian đều vô thường đều đưa đến khổ đau ai từ bỏ hết không được tham đắm cái gì cả chấm dứt ngay tướng chân là hình tướng các tướng tổng quát của từng loài từng việc tướng riêng là đặc tướng riêng biệt của pháp đó nguyên nhân không chế nữ tháo căn là nhằm pháp cần tu tập cần thực hành chuyên cần chuyên năng tinh tấn có quyết tâm cố gắng mà không ứng dụng thực hành hay thực hành không trọn vẹn không đầy đủ hồ trì thực hành hồ trì tháo căn là phải thực hành thực hiện những cách thức tu tập để giữ gìn tháo căn thanh tịnh không vi phạm giới luật giúp là hãy không những lỗi nhỏ nhặt nhất là giữ gìn giới luật tư tinh thần cầu đền nhờ sự hồ trì cao quý các căn ấy nên lớn là họ nội tâm không vấn động giai đoạn tu tập.